thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương bổ nhiệm nhân sự mới. Ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tới dự, trao quyết định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh khóa 11, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với ông Huỳnh Cao Cường, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy huyện Bình Chánh và phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn khóa 11, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với bà Huỳnh Thị Xuân Mai, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Hóc Môn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tin tưởng với năng lực chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cũng như quá trình cọ sát thực tiễn tại cơ sở, các cán bộ nhận quyết định hôm nay sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ của mình hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ở cương vị mới. Cùng ngày, tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Minh Thủy công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử phó bí thư huyện ủy Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2020 đến 2025 đối với ông Nguyễn Thành Thường. Đồng thời, công bố quyết định phê chuẩn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với ông Nguyễn Thành Thường, trưởng công an huyện Bắc Tân Uyên.